bà đi bị Mỹ đá nó phải đoàn cao ủy Liên Hiệp Quốc đá bả qua Mỹ không cho bà Mỹ bả mới qua Canada xong rồi bà trốn qua Mỹ bà gọi bố bà biểu bố làm vé bay cho bà bay qua Mỹ xong bà ở lậu luôn bố cũng giúp bà đó vé bay bà cứ mò đến nhà bố bà ác lắm bà Linda Nguyễn bà ác lắm bà ác như hồi xưa gì đó giờ bà ác với con lắm bà với anh Thảo ác với con lắm hồi xưa bà với anh Thảo không cho con có con là nói chị Oanh có bầu nói một đứa thôi đủ rồi mà chị Oanh nói chị Oanh muốn hai đứa xong cuối cùng chị Oanh có một đứa luôn tại chị Oanh sợ bị che bị cản trở á xong rồi cuối cùng anh Duy muốn con trai mà không có con trai mà muốn thêm đứa nữa không có được con mình bồng bồng nói trời em con muốn baby boy brother baby sister lúc mà nó 5-6 tuổi nó nói vậy á nhưng mà lúc đó Linda với Thảo nói là một đứa con đủ rồi tại vì nuôi một đứa con là Thảo nói là nuôi một đứa con là nó nói với con là tốn cả 1 triệu đồng lận nói trời bên Mỹ này làm gì nuôi đứa con nhưng mà tới đây cả 1 triệu đồng mình có đi làm cái công lao mình chăm sóc nó nhiều lắm nhưng mà mình có đi làm mình có việc làm mình có nhà mình có ba má chồng ba má vợ ba má chồng sống trong nhà thì có thêm đứa con đâu có sao đâu bà chửi bà còn chửi gì nữa không bà không hôm nay ngày 15 tháng 4 nha thứ bảy là 2023 bây giờ bác có Hương là nhân chứng là bác kể bà chửi con vậy hả bác nói vậy là biết rồi chứ còn có không phải gọi bác vô trong cái nhóm đó nha dạ dạ bác thấy một mình dạ. Dù gì con cũng là cháu của bác dạ là chồng họ ngoại nhà mình đâu có phải tồi đâu mà phải để cho một chồng họ cho một chửi con chẳng qua là con bị bệnh của trời bắt tội con bà bà có nói xấu gì nữa không bà có nói xấu gì nữa không Khốn nạn nữa hả? Rồi chửi gì nữa? Đồ mất dạy khốn nạn nữa hả? Bà chửi con vậy hả? Ừ. Nói
đây là bác là nhân chứng, con đâu biết đâu, con đâu biết bác. Bà bắt tưởng là con biết mà bà chửi. Thì bà chửi thôi, bác nó làm tìm như bác, bà chửi mà bà nói với khách luôn hả? Ừ. Nói khách luôn hả? Ừ. Mà bà nghĩ là cái tiệm này đi bà nên là của mẹ con hay là của mẹ của bé Thảo? Đó bác không biết. Cái tiệm đó là của mẹ con. Bà nói là sang tên chân Thảo là của Thảo hả? Sang đó, sang để cho nó giữ đó. Ờ, không tự bà nó bà ép với bé Thảo ép mẹ con sang tên cho bé Thảo, tại vì lúc đó mẹ nói là đã dành chức khai địch mở cầm bảo lãnh cho Ngọc Kim và Vương Ngọc Phúc, mà Thảo nó ép quá, nó nói mother gọi sang tên cho con thì mẹ nó không được. Không, tại vì nếu mà nhà con nếu mà là 100.000 á, ví dụ như là bốn người, như con anh Duy, mẹ quanh bốn người đứng tên trong đó thì mỗi người có 25.000 thôi, thì không có mất medical, nhưng mà bà muốn chiếm cái tiệm đi bà neo á, cho nên bà mới nói là bé Thảo là sang tên của bé Thảo á, biết không? Con Thảo, bà lúc nào cũng nói bé Thảo con Phương, con kia, con kia. Con bà kêu con mày tao không à, mẹ con bây giờ hồi xưa mẹ con nói chuyện mẹ con bây giờ mẹ con bị đồng hóa đó, mẹ con giống như là trái mướp mà bị chết khổ qua nó lây đắng đó, tại hai cái nó trồng gần nhau là gần một thì đen gần này thì sáng á, cho nên mẹ con chửi con bằng mày tao giống như là nó bả gì đó. Tại vì mẹ con lúc này bị căng thẳng quá, hồi xưa mẹ con nói mẹ con bây giờ mẹ nói mày tao không, mẹ con quá căng thẳng với bố rồi. Mà bà có chửi mẹ con gì nữa không? Ngu là gì nữa? Bà nói là mẹ con ngu không biết dạy dỗ gì dỗ con á hả? Bà còn chửi gì nữa không? Chửi bắt nghe chừng đó bắt bỏ đi ra ngoài mà chứ không cần nghe chi. Còn có chửi anh Duy gì nữa không? Cái đồ lười biếng. Cái đồ lười biếng hả? Còn chửi gì nữa không? Từ lúc mới qua từ Canada qua mà bà lậu đi lậu á.
bà ác lắm, bà chửi con hoài à, mà con cỡ dính nó một hoài. Chửi nhà con là ăn phút em từ lớn đến bé. Ờ bà chửi ăn phút em từ lớn đến bé. Tại nhà con bây giờ kẹt quá, bây giờ không có ai đủ tiền hết là phải ăn phút em thôi. Tại giờ không có ai. Bà chửi là nhà con ăn phút em từ lớn đến bé nhiều, giờ nhà con không có việc làm, giờ làm sao nhờ phút em sống chứ giờ rồi, chính phủ cho mình đóng thuế cho chính phủ mà. Điện thoại về con nói mẹ ơi tốn tiền quá, nếu một tháng ở là 2.700 ở motel mà con ở 7 ngày thì 700 mấy, thì ở hai ngày xong con nói mẹ ơi sao mẹ đang ngủ mà mẹ đang đút ăn bố ăn xong mẹ ngủ thì mẹ nói, mẹ mới dậy mẹ nói ô sao mẹ mệt quá mẹ thiếp đi mẹ ngủ thiếp đi mà không thấy không cái chuyện đó mình phải giúp mẹ mình. Ờ, mẹ bà con chửi mà mẹ con đi gì nữa không? Bà còn chửi bên phía bên Việt Nam gia đình bên mẹ không hay bên nội không? Thì nó nói mấy cậu qua làm gì qua rồi giám đốc bây giờ đi qua bây giờ đi làm chợ cá hả? Không có thấy thế này thế nọ tại sao không ở Việt Nam mà cứ đòi qua đây? Tại vì mẹ bảo lãnh mười mấy năm qua là anh em ruột mình có bị bảo lãnh mà. Tại vì cậu Kim cũng phúc mà bả thì sao bả nói vậy thì sao bả từ qua từ Canada làm gì bả đi lậu hay làm gì bả cũng là người lậu từ bên Canada qua mà người ta mẹ con là người ta là hợp pháp là người ta quê anh bả lãnh anh em ta mười mấy năm ta đợi mười mấy năm nhiều người ta hợp pháp vậy ta đi còn mấy người lậu á không nên đi thì lại đi đầy bên này nói vậy mà ý nói là trong cái đám lậu có bả nữa. Rồi bả còn chửi bên cậu chứ có chửi bên cô chú gì bên bố không? Lên đó thì xua này chắc. Lên bên cô chú con hả? Cái hồi con bác ba, hồi đám cưới Thảo mà nó biểu là con gì con bé gì, con gì bác ba, hai vợ chồng đó, đứa gái, con Hồng hả? Rồi sao nữa? Nói là nó cũng nó cũng gửi tiền mừng qua, xong rồi bà về nhà bà thấy mỗi cái phong bì mà không có tiền trong bà lông lộn lên, phải gọi nó coi tại sao như thế này, nó cho mà tại sao không cho? Là có nghĩa là cái phong bì của bác ba gái bên Sài Gòn cho đó hả? Nói là không có tiền hả? Con của bác gái đó. Con bác gái cho đám cưới với Thảo mà nói là ủa sao không có tiền trong đó đòi tiền lại hả? Rồi mở cái phong bì ra thì không thấy tiền đâu hết. Bà lông lộn mà tại sao nói cho Thảo mà tại sao không cho tại sao không cho? Chẳng biết sao bác gọi sao có gọi được không? Có gọi bên nhà bác ba hay là bác ba đi đám cưới này thì gọi thẳng. Con chị nó biểu nó cho con tôi tiền mà tại sao không cho? Bác biểu giàu thế mà giờ người ta có quên cũng không sao ấy. Người anh em trong nhà mà tại sao mà phải buộc người ta phải cho lông lộn thế? Rồi Linda còn chửi con hay là bố Danh Duy với lại bồng bon gì chịu anh gì nữa không? Không có dám nói bồng bon nó nịnh bồng bon lắm. Nịnh bon nó nịnh như thế nào? Thì nịnh lắm, bồng bon lắm. Lát nữa cô chị xì về chợ đi ăn nha. Đi chơi đi ăn đi với cô. Cô cháu đi nhau. Dạ. Rồi bạn đâu có kèm đâu Thảo đâu có dạy gì nói với nó đâu. Con bừng bon là một con heo giống như con trái xì đó đó. Học giỏi thì ba mẹ con được nhờ. Dạ bác là nhân chứng là bà chửi con chỉ chửi bên gia đình bên ngoại con với gia đình con bên nha. Bên ngoại thì cứ nói là mấy cậu thế này thế nọ. Mấy cậu việc gì mà phải qua đây? Qua đây là bà chửi Dương Tám hả? Tám ở trong dân thì bà chửi mấy người không có chửi nói là không có nói là mấy người qua thì nói nhưng mà bác nói bác so sánh á bà chửi mé cậu Kim cậu Phúc rồi nói là bên nó giàu rồi có nhà có cửa việc gì phải đi qua Mỹ để làm gì nhưng mà mẹ con mình bảo lãnh mười mấy năm đợi hơn 15 năm rồi mà tại vì bị Covid hỏi lại ủa chứ sao như là chú Nhân á chú cũng chú giàu như vậy á mà chú cũng thích qua Mỹ là sao giàu vậy thì sao có nhà có cửa thì phú
ở đây luôn, nhưng mà cậu kia một Phước Phúc là qua đây luôn đó không? Bác con chụp, bác con chửi ba cậu, ba cậu con gì nữa không? Ba cậu đó thì nói vậy thôi, nói vậy thôi. Ừ. Linh ra bả là lòng bả ác lắm, lòng bả nham hiểm lắm. Người ta nói ở ở lâu mới biết lòng người có nhân. Ừ. Bả ganh tị với mẹ con lắm, tại vì mẹ con là vợ bố con á, bả không được làm vợ, bả tức á. Ừ. Bả ói máu bả ra. Ai cho làm? Bên Mỹ thì cái luật nó đâu có chuyện hai vợ hả? Ừ. Nó đâu được đâu. Khi nào bố ly dị, nếu mà bố ly dị mẹ xong á, thì bố lấy người khác thì ok. Cái gì mà còn cặp, mà không không, không không bà dụ dỗ bà kêu bố qua bên đó. Rồi bà bố con lái xe van trắng, con cái xe van trắng là của con mà bà bắt bố bà qua nói chở con chửi quá chứ không có bà đem bố con qua bên nhà bà, rồi bà thích khe tự bà thích khe. Ờ bà nói là bà muốn đem bố con qua nhà bà thích khe hả? Thằng anh nó nói có giỏi thì mang đi. Thằng anh nó nói bác có giỏi thì mang đi. Ờ có giỏi thì mang là mang bà muốn lấy bố con đem qua nhà bà thích khe hả? Bà đâu phải là vợ đâu mà thích khe. Bà đâu có nấu ăn được đâu mà. Mẹ con nấu ăn thì bố con ăn được. Dạ. Bà nấu cái gì? Tại vì Linda là mẹ ruột của Thảo, cho nên Linda nói gì Thảo cũng nghe hết á. Tại vì còn mẹ con là mẹ ruột con, nhưng mà mẹ con bị Thảo cám dỗ, cho nên mẹ Thảo nói gì mẹ con cũng nghe Thảo hết á. Nên nó cám dỗ bố với con, với mẹ con, với chị dâu con, với anh Duy con luôn. Mẹ con thì cũng thôi đừng nói nhiều, bà mệt á, thích nghe nhiều, bà già rồi. Dạ. Già cũng mệt lắm rồi. Dạ. Giờ để cho mẹ con sống như vậy giúp được mẹ con cái gì thì giúp, nhưng mà con giờ đang bầu bì này, con sắp đẻ rồi, con không giúp nổi đâu. Dạ. Cái bản thân con cũng thấy mệt rồi chứ đừng nói. Dạ. Sắp sanh rồi nó mệt lắm. Dạ. Con không ngủ được. Ủa cái đứa con có bầu bấm mới thì bả thì bả chửi luôn con mừng cái đứa con đâu có hại bả đâu, chửi bả gì đâu mà bả chửi con, đứa con cho trong bụng con luôn hả? Nhưng mà con thu cái này là con về con cho bả nghe hả? Không, không có cho. Ừ. Mình biết thôi. Ừ. Biết cái lòng người ta như vậy. Ừ. Đây là nhân chứng mà phải vật chứng tan chứng mà. Con anh cũng nghe suốt ngày. Ừ. Anh nhiều khi đóng cấu lên. Hồi nãy chị Oanh muốn đuổi con về thôi thấy không? Bả nói nhỏ chị Oanh kia, chị Oanh cho con về đó thấy không? Chị Oanh mới hối con về đi, cứ hối lên 5-6 lần. Bác đi về đi, để cho ông Phương nó khỏi quậy ở đây. Ờ. Mà nỡ mà bác đi rồi có khách thì sao? Ờ. Từ sáng giờ bác làm được không? Không, tại vì bác sợ con quậy. Con đâu có quậy gì đâu. Ừ. Con ngồi, bác cứ dục con đi. Ờ, con Oanh cứ dục con đi, đi đòi cái chất đi, đòi. Ừ. Nói một lần, hai lần nữa chưa đòi, làm sao đòi hoài được. Ừ. Người ta đưa thì mình lấy chứ. Ừ. Người ta cũng bận thì người ta. Là bà verbally abuse indirectly ha. Ừ. Mà con cũng đừng có sáo xạo, nó mệt con á. Ừ, dạ. Con phải giữ cái tâm cho nó bình tĩnh đi, cho nó khỏe. Mà đứa con là vô tội mà sao bà chửi. Ừ. Con đứa con là làm không làm chấp. Làm không tiền chấp. Tiền con ra là tiền con làm ra mà. Thôi, bây giờ con không chấp nữa. Nói là tiền của con, tiền của con làm ra tốn mấy chục nghìn. Ừ. Bà có cho một xu nào mà bà nói? Có cho tặng một con đấu thèm là tiền của bà. Mà sao bà với con hồi trước con xin tiền bà rồi bà cho con thì vui vẻ lắm. Bà đó, con không bao giờ xin tiền bả đâu, con có làm, con có việc làm từ lúc 19 tuổi, làm sao năm con xin tiền bả. Bà nói con là xin tiền bả hả? Mà con đâu bao giờ xin tiền bả đâu, bả đâu có tiền đâu mà con xin. Bả bằng tiền thế mộ mà sao mà xin cái gì? Ừ, bả bằng tiền đê tiền. Tính nó đê tiền, bằng tiền lắm, không thấy mà. Bả không phải là vợ của bố mà bả cũng muốn giật bố hoài, bả cũng muốn giành mà giành không được. Dạ. Nó kêu bác, con mua hai chị sầu riêng ngon để đó. Mà bả về bả sẽ hôn được con. Ừ. Mà sẽ hết hai trái ăn hết luôn, để lại một xíu mấy mấy cũng sống. Ừ. Bằng tiền chứ. Ừ. Dâu vậy sao không dám mua quả mà ăn cho nó đã. 10 ngày ăn 10 quả là hết tiền. Rồi bà có chửi anh Duy gì nữa không? Bà không nghe. Anh Duy là người lái xe với mẹ con với bố con lái xe. Ừ. Là không bao giờ đi làm tới năm 2001. Không bao giờ nhắc tới cái điều mà mẹ con bố con Duy lái xe chở bà, mà không bao giờ nói. Rồi hả? Không phải mình nói xấu mà mình nói rõ ràng là nhân chứng cho con thôi. Bác cho 7-8 đồng gì đó. Ừ. Bà đưa cho bác 8 đồng đó, tìm chỗ này nè. Thế là bác vừa mới lên, bác thò cái tay xuống cái ngăn kéo, bác để trên mặt bà đó. Bác thò xuống cái ngón tay mình nó phải dài, chứ mình thò mình bấm cái đồng tiền thì cái ngón tay mình nó phải giảm một cái hạt chứ. Bà đóng cái rầm một cái, trời ơi cái tay bác cầm luôn á. Đau quá. Là bác vừa thò bỏ cái tay vô xong bà lấy cái đồng tiền bà để trên mặt bà nè. Ừ. Thì bác thò nó bốc thì đóng vô cái cửa đó. Ừ. Cái ngón tay bắt lên này nè, bắt kẹp ngay cái ngón tay bắt luôn. Dạ. Đau cái mặt móng. Ừ. Chập luôn đây, đau quá, bắt con ngón tay bắt thẳng gì vậy. Ừ. Chập móng rồi, mà không dám nói lời xin lỗi, còn nói tại bắt thò tay, bắt nó lấy tiền. Tại sao tiền trên mặt vàng không lấy, còn bẻ ngược vậy. Ừ.
làm tính đi Vanel là bao nhiêu lâu rồi? Bác làm được trước thì hồi xưa bác đang làm như Negaden với con với Trí với mẹ mà sao giờ bác chưa đi Vanel? Tại vì ở trên kia tí nó đi làm việc khác, nó không phải làm nail rồi ai sao bác đi được. Ồ vậy hả? Thì em nó học mà nó làm ở Điêu Lơ lâu rồi. Bà có chửi cô 9 với cô 8 hay dựng 8 gì không? Không, không dám nói đụng tới mấy người đó đâu. Không dám chửi cô 9 cô 8, có dám chửi chú 7, chú 6, chú 5, bác ba gái, bác ba trai gì không? Dạ. Có dám chửi cô Quyền không? Chú Phước rồi không? Không, mấy người đó thì nịnh họ nói vui, nói mắt. Mấy người đó thì nịnh họ, còn mấy người kia thì chửi đây giống như là chửi cậu Kim, cậu Cương, cậu Phúc hả? Nói là mắc mớ gì qua đi, phó giám đốc, giám đốc mà tại sao đi qua đây làm gì cho nó? Anh em ruột người ta rủ, người ta bảo lãnh, người ta có quyền gì qua chứ, người ta đợi mười mấy hơn 15 năm, hơn 20 năm mà. Bị mùa Covid nó delay lên nó thoảng lại mấy chục năm mà. Bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mấy cậu già rồi đi qua làm gì vậy á? Bà nói qua đây già rồi làm cái gì? Chẳng lẽ vô chợ cá bưng hay là bưng mấy cái chân thúi này bà nói. Bà chửi là khách là chân thúi hả? Thì bà nói ý là qua đây cậu mặc gì phải đi ôm mấy cái chân này á. Mà cậu đâu có làm neo đâu mà nói. Qua làm gì trợ gia người ta mắc gì bà phải cầm mạch đi, phải dòm ngó người ta. Dạ. Bà Linda bà ác lắm. Bà là sao mấy đời mấy kiếp trước bà làm ác rồi cho nên là kiếp này bà cho con là ác nữa. Nhưng mà sau này bà được quả báo, là có nhân phải có quả, bà sẽ bị quả báo thôi. Bà làm, bà nói ác nè, ý ác nè, làm ác nè. Sợ nhân quả. Rồi bà chửi, rồi bà cám dỗ bố con ngoại tình mà bố con nói nô rồi, bà còn cứ dám cám dỗ hoài. Hồi xưa mẹ con đang ngủ kế bên, bà tối nào bà cũng gọi điện thoại, bà harass bố con, bà nói chuyện với bố con, mà bố mẹ con nằm kế bên, mà bố con nằm kế bên. Mà con nằm bên phòng kế bên, rồi lúc mà con qua New Jersey ngày nào bố cũng gọi cho bố, bắt đầu bố về. Rồi lúc đó bố con là bố con với mẹ con, bố qua thăm con là con nằm trong bệnh viện, con bị trầm cảm á, con bị trong bệnh viện xong cái cô Thủy chút Điệp rồi đi lên cảnh sát kiếm con, là gọi 911 nói là Phương mất tích á. Xong đi kiếm con xong lên buổi sáng thì cảnh sát nói là thấy con ở chỗ đâu cây xăng, xong rồi nhưng mà phải đưa vô bệnh viện, tại vì nó muốn vô bệnh viện, nó không muốn về nhà nữa, nó muốn vô bệnh viện nó nằm thôi. Thì cảnh sát đưa con vô bệnh viện, thì ba con qua thăm bên qua từ Cali năm 2000 á, qua Cali năm 99 á, qua thăm con xong cái ngày nào bác cũng gọi, bà nói bố con về Cali với bà. Cái mẹ con nói thôi bây giờ bố về Việt Nam với anh Duy, mẹ với Phương, bốn người về cưới chị Oanh, để dành tiền cưới chị Oanh, xong rồi về lại Cali, xong rồi bốn người, mẹ nói là thôi bố về trước đi, để về xong rồi cưới chị Oanh qua, xong rồi trở lại sống ở Washington lại, thì bà sống ở Grand Rose. Còn lúc đó con nói con báo cảnh sát, con nói mấy người ở Grand Rose là Linda, Nguyễn với lại Lan Anh Phạm với lại Nguyễn Phi Yến là giật chồng của mẹ con, là mẹ con vừa đi ra học bột mấy ngày xong chạy tới nói con là kêu bố với Thảo ở với Linda, thì con chẳng lẽ con nhân duyên ở không trong ấp mình mà hai anh em không có việc làm, hai anh em còn con 19 anh gì có 23 chưa có việc làm, thì anh gì không biết sao luôn. Bà nói cái cô anh nói con gì con buồn lắm, xong rồi mẹ nói thôi để mẹ mua vé qua New Jersey để học bột để về Việt Nam để Cali mở tiệm nail. Bà nói là bà muốn take care, bà muốn đem bố về nhà bà take care hả? Bà đâu phải là vợ đâu mà take care, bà ăn cắp giật chồng người ta mà còn muốn giật chồng ta về nhà bà luôn. Để cho bà take care bớt cho mẹ con đỡ mệt. No, take care làm gì, chồng ta take care, bà đâu phải vợ là take care. Không. Chồng ai nữa take care chứ, tại sao mình lấy chồng cho mình, mình để cho người ta take care. Nó làm bớt đi. No, làm vậy chứ. No. Để cho mẹ con làm. No, cái đó là người vợ người ta có quyền là take care chồng. Bà đâu phải là vợ đâu. Con làm phụ bố con được mà, con làm CNA mà, con làm hộ lý hồi xưa mà. Bây giờ con nghỉ 2 ngày mẹ con làm rồi bà còn chửi mẹ con gì nữa không? Rồi bà còn chửi nặng gì nữa không? Con biết dạ, bà còn chửi nặng nặng